cô là có bị rớt mạng nữa không đây? Hả? Nhà mạng? Nhà mạng có muốn cho nó rớt thì rớt luôn đi, để thôi để đi ngủ đi. Mắc mệt ghê vậy đó. Thanks. Lần này nữa nha, lần này mà còn rớt mạng nữa nha là tôi nghỉ luôn nha, tôi bực bội rồi đấy nha. Bực mình rồi đấy nha. Rớt thì rớt luôn nha, tôi cho 5 phút nha. Má cái bọn nhà mạng này mà rớt mạng một lần nữa là đóng điện thoại đi ngủ. Bực mình ghê. Đang nói đến cái đoạn mà tôi nói đến đâu rồi các bạn? Đang hóng à? Đang hóng thôi, đi vào lại đây. Khổ quá, tôi đang không nhớ tôi đang nói đến cái đoạn nào cơ. Thôi nhá, các bà bớt. Thôi. Em xin các chị nhẹ nhàng thôi. Đừng có thả tim thả cái gì nữa. Khổ quá. Đừng có like đấy, lại like với tim kìa. Thôi, các bà cứ thả này chắc tôi chết. Nó rớt mạng nha, nó lag nha. Thôi, xem trong thầm lặng và comment thôi. Đừng có thả mấy cái hình cười cười với cả trái tim kia. Chết đấy, rớt đấy các bà, hiểu không? Đang đến cái đoạn hay. Khổ quá, đừng like nữa. Đừng like với cả đừng thả tim cái kia đấy. Thả tim quá trời thả. Đừng thả nữa. Các bà mà thả xong nó rớt mẹ mạng, nếu nói được cái gì đâu. Nó nói được cái gì đâu các bà, biết chưa? Bây giờ như này, chung kết lại là tôi đang đến nói đến đoạn nào. Quên mẹ nó mất rồi. Khổ quá. Tôi đang bị cái mụn ở đây. Đến đoạn mất xe. Thôi, lại quay về vấn đề chính nhá. Mà lần này ấy, nếu mà nó có bị rớt mạng lần nữa thì thôi xin lỗi đời các bà, quá đen. Tôi đóng máy đi ngủ, tôi buồn ngủ lắm rồi. Nhưng mà tôi đang nói dở nên thôi tôi nói nốt. Tại vì cái này tôi thấy cái này hay quá. Cái này hay quá các bà. Cái này phải nói ra. Nói ra để các bà đỡ bị đau khổ, với lại đỡ bị ngu. Héo gì. Tôi là ngu lâu rồi. Tôi ngu lâu rồi nhưng mà vẫn đào tạo được, hiểu không? Cho nên bây giờ là tôi truyền lại cho các bà. Đấy. Thôi, rồi quay lại vấn đề chính là màn vãi lều. Vấn đề chính, không có nghe đàn ông nói mà hãy nhìn đàn ông làm. Ok, cái đấy là đầu tiên. Còn ví dụ thì tôi vừa ví dụ ở cái live stream trước, quay lại xem nha. Rồi, cái thứ hai này, khi mình gặp gỡ người ta, mình phải hỏi làm sao để mà ra được cái thông tin của mình. Cái thông tin của mình để mình biết được rằng là đâu là đầu tư ngắn hạn và đâu là đầu tư dài hạn. Thì những cái câu hỏi mà các bạn nên tập trung ấy, trong cái giai đoạn mà mới hẹn hò ban đầu thì nên là tập trung những cái đầu tư ngắn hạn trước. Thì những cái đầu tư ngắn hạn thì tôi nghĩ rằng là các bạn đã biết rồi. Đầu tư ngắn hạn cho tình yêu và hôn nhân thì các bạn đã biết rồi. Chẳng hạn như là anh thích ăn cái gì, anh thích đi đâu chơi, anh thích màu gì, nhà anh có bao nhiêu người, rồi những cái câu hỏi rất bình thường về công việc anh là gì, những cái đó thì các bạn biết hết rồi. Thế nhưng mà những cái sao như lại tắt điện của tao, cái bóng điện kỳ cục này cả mình đấy, đến giờ dở trứng rồi các bạn. Những cái mà cần thiết là để hỏi làm sao mà để mình có cái đầu tư dài hạn. Cái đầu tư ngắn hạn thì tôi nói là nó không cần thiết, nhưng cái đầu tư dài hạn là cần thiết. Để đỡ giống phải cứt thì phải hỏi được những cái câu hỏi để biết được rằng cái đối tượng đó có phải là cái đối tượng mà mình nên đầu tư dài hạn hay không. Thì một trong những cái cách mà mình khi mà mình hỏi ấy, thì đây là từ cá nhân của tôi nhá, người khác cái mẹ các bà khác, các bà nên hỏi cái câu hỏi mở. Tôi nhắc lại này, các bà, các chị và các em nên đặt những cái câu hỏi mà câu hỏi mở ấy. Mình không còn hỏi những cái câu hỏi giống như cái hồi mà mình hỏi cho cái đầu tư ngắn hạn nữa, tức là anh thích màu gì, anh thích ăn cơm hay anh thích ăn phở. Anh thích ăn phở bò, anh thích ăn phở gà. Đừng hỏi cái câu trả lời. Đừng hỏi cái câu hỏi mà đã có sẵn, chứa sẵn câu trả lời trong đó. Các bà hiểu ý em không? Các bà có hiểu ý em không? Có hiểu không? Hiểu thì các bà phải comment cho em. Đừng thả tim, thả thiết gì. Lát mẹ rụt tung đít ra đấy các bà. Hiểu thì comment cho em là hiểu rồi. Ok, em nói tiếp đi. Đấy nhá. Thì đấy, hãy đặt những cái câu hỏi. Không hiểu cái bóng đèn này nó làm sao, mày bị điên à hả?
Mày bị điên là đến lượt mày hết nhà mạng quấy phá tao, đến đến lượt mày quấy phá tao. Bọn này động ruột quá cơ. Điên hết chứ lại. Đưa đây. Bực mình rồi đó nha. Hết nhà mạng quấy phá rồi đến đèn quấy phá. Tối om om như ma làm. Rồi. Các câu hỏi không nên có chứa sẵn câu trả lời trong đó. Cho ví dụ à? Ok, cho ví dụ này. Cho ví dụ dễ dàng và dễ hiểu nhất này. Thay vì á, các chị hỏi là anh ơi, anh ơi, anh sau này anh thích lấy một người vợ như thế nào? Anh thích người vợ anh thích một người vợ hiền lành hay là một người vợ sắc sảo? Ví dụ mình là một người phụ nữ hiền lành chẳng hạn, và mình muốn biết được rằng cái mẫu người đàn ông đó có thích mình hay không, có thích muốn lấy mình làm vợ hay không, mặc dù có thể là thích nhau rồi nhưng mình muốn tiến xa hơn chẳng hạn. Thì đừng hỏi những cái câu hỏi kiểu ngu đần và ngớ ngẩn như những cái kiểu như là anh ơi sau này anh thích lấy một người vợ như thế nào, anh ơi một người vợ mà anh lấy á, thì là anh thích là cô ý là sao ta, cô ý là dịu dàng hay là sắc sảo. Hỏi câu đấy ấy, là nó chỉ nằm trong hai cái nhóm ấy thôi. Có khi cái câu trả lời nó sẽ nhằm một cái nhóm khác, cho nên mình sẽ đặt câu hỏi như sau. Đây là một cái ví dụ điển hình. Nếu là em sẽ đặt câu hỏi trong trường hợp đấy chẳng hạn. Em đặt câu hỏi như này. Tắt mẹ đèn, để đèn thế đi, lộn ruột quá, bực mình ghê. Tối om. Tối om. Tối nay có nhìn thấy gì không? Thôi cho mày khỏi sáng đi, tao bực mình mày quá. Tao bực mình mày quá, cái đèn chết tiệt này. Thì nếu trong trường hợp em thì em sẽ đặt những cái câu hỏi như sau. Có vài cách cách đặt thế, nhưng mà em đưa ra một cái câu đặt câu câu hỏi trước nhé. Một cái câu hỏi mà em nghĩ rằng là em sẽ hỏi nhé. Trong tương lai ấy, thật ra là trong tương lai ấy, thì anh có anh có những cái suy nghĩ như thế nào với một người phụ nữ mà anh muốn là đi cùng cái người phụ nữ đó xa, hoặc thậm chí là dẫn dẫn tới tiến tới hôn nhân. Cái cảm nhận và suy nghĩ của anh về cái người phụ nữ, cái cảm nhận và suy nghĩ của anh về cái người phụ nữ mà anh sẽ có suy nghĩ là sẽ cưới, hoặc là anh sẽ dẫn tới là tiến tới hôn nhân với người phụ nữ đó, những cái cảm nhận của anh về họ là sao? Có thể người đàn ông họ sẽ hỏi lại mình phải có những câu hỏi gợi mở. Người ta sẽ có những câu hỏi gợi mở lại, chẳng hạn như là ý em là sao, ý em là em muốn hỏi như thế nào, em muốn hỏi về 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 về, vấn đề này hả, hay vấn đề về kia. Khi mình hỏi như vậy, khi mình hỏi cái câu hỏi đó thì tự nhiên là mình không cần phải có một cái topic nào hết, mà mình để cho người đàn ông họ sẽ nói cái topic đấy, vì nó có sẵn ở trong tim họ rồi, họ sẽ đưa ra một cái topic. Tức họ ví dụ họ muốn nói là ý em là sao, ý em là muốn hỏi là mẫu người anh muốn cưới hả. Mình đừng đặt cái câu hỏi, mình đừng đặt ra từ miệng của mình để cho người đàn ông họ tự nói. Tại vì khi mình đặt một cái câu hỏi mà nó hơi kiểu nó hơi khó hiểu ấy, thì người đàn ông họ sẽ hỏi lại để đi vào cái vấn đề chính đó. Và lúc đó bắt đầu khi mà người đàn ông họ đưa ra cho mình vài sự lựa chọn, thay vì mình bắt họ phải lựa chọn, thì họ lại có cái sự đưa ra lựa chọn để mình lựa chọn. Mình muốn hỏi là chẳng hạn hỏi là ý em là sao, anh hỏi vấn đề anh muốn cưới hả, hay là em ý em muốn hỏi là cái mẫu người mà anh thích, hay là cái mẫu người mà anh không thích chẳng hạn, ví dụ thế chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là cái mẫu người anh không thích chẳng hạn. Ví dụ có nhiều người họ, mỗi một người cùng một cái câu hỏi nhưng sẽ có nhiều, mỗi người nó có cái suy nghĩ khác nhau. Thì cái lúc như vậy mình hỏi như vậy, mình biết được mình gọi có câu hỏi gợi mở, thì khi họ đưa cái câu hỏi lại cho mình thì mình có thể đào sâu cái vấn đề đấy. Và khi mình đào sâu cái vấn đề đấy thì em có thể ví dụ chẳng hạn như thế này. Khi mình đào sâu vấn đề, mình để người đàn ông nói, mình gom nhặt lại những cái thông tin đó, mình sẽ biết được ngay là mình không cần phải hỏi nhiều, vì hỏi nhiều rất vô duyên. Các bạn hiểu không? Đây mới là cái lý do mà tại sao có những người đàn bà rất có duyên, mà có những người đàn bà gọi là vô duyên vãi chưởng ra, vô duyên đéo để đâu hết. Thì đấy là vì hỏi nhiều quá. Anh ơi, anh thích người phụ nữ thế nào? Anh ơi, anh thích người phụ nữ nội trợ hay người phụ nữ đi ra ngoài 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 đường làm công việc? Anh thích người phụ nữ biết chăm con hay là người phụ nữ không biết chăm con? Anh thích người phụ nữ biết yêu thương gia đình anh, hay là một người phụ nữ
thích quán xuyến về nhà cái kiểu thế, hỏi nhiều quá thằng đàn ông nó cảm thấy con này hỏi hỏi lắm thế, tao mày mày yêu tao mày hay mày định lấy tao mà thấy mày hỏi tao như hỏi cung vậy. Thì mình để người đàn ông nói, khi người đàn ông nói thì những cái thông tin đó mình góp nhặt được, mình sẽ biết được là ví dụ họ họ sẽ nói là ý em là sao, ý em là em hỏi là kinh về cái người đàn bà mà anh định cưới làm vợ hả, người phụ nữ anh định cưới làm vợ, ý em hỏi là muốn hỏi mẫu người như vậy hả. Mình chỉ nói dạ cũng cũng có thể là như vậy, anh thử nói em, anh cứ nói đi, biết đâu em cũng rất là muốn nghe. Thế mình cứ nói kiểu lơ lơ như vậy thôi. Và bắt đầu họ nói, ví dụ chẳng hạn họ nói là thật ra thì anh thích cái một người phụ nữ mà họ biết nấu ăn nè, biết nội trợ nè, biết quán xuyến gia đình do gia đình này, biết cái này biết cái kia chẳng hạn, ví dụ như thế. Và mình gom nhặt xem là những cái đấy nó có thích hợp với mình không, hoặc mình cảm thấy rằng là có những cái nào mà mình thật sự thích người đàn ông đó, mà mình cảm thấy có những cái mà mình có thể cải thiện được. Ví dụ chẳng hạn như là họ thích một người phụ nữ biết nấu ăn chẳng hạn, mà mình nấu ăn chưa được tốt lắm thì mình sẽ cải thiện cái kỹ năng nấu ăn. Hiểu với em không? Đấy, thì cùng một cái câu hỏi, hỏi nó không bị vô duyên, mà người ta lại đưa cho mình nhiều thông tin, thậm chí có những cái thông tin mà mình không hỏi họ cũng đưa nữa. Ví dụ như họ bảo là anh thích những người phụ nữ mà nội trợ này, biết yêu thương gia đình, chăm sóc con cái này, anh cực kỳ ghét những cái người mà ở tối ngày thích đi chơi, đi ba, đi sàn, đi nhảy. Thế là mình biết được, đúng không? Cùng một câu hỏi để họ nói thì mình sẽ góp nhặt được rất nhiều thông tin. Và khi mình góp nhặt được rất nhiều thông tin thì mình sẽ tự làm sao mà tổng hợp cái thông tin đấy để có lợi nhất cho bản thân mình, để cái thông tin đấy mình sử dụng hữu ích và có lợi nhất cho bản thân mình. Chứ mình đừng hỏi, có nhiều người không biết hỏi, có nhiều người, những người phụ nữ mà kiểu không được duyên dáng lắm ấy, muốn có được cái toàn bộ cái thông tin đó là phải hỏi rất nhiều nha. Ủa anh thích người phụ nữ dịu dàng hay là quyến rũ, ở anh thích người phụ nữ hở hang hay sexy, tức mình cứ hỏi. Tại vì mỗi một lần như thế thì người đàn ông họ sẽ chỉ đưa ra được một cái câu trả lời thôi, thì đâm ra là mình hỏi rất nhiều, và hỏi rất nhiều thì người đàn ông họ sẽ cảm giác là ô hỏi đéo gì, hỏi lắm, hỏi làm gì, hỏi lớn, hỏi lắm thế, con này hỏi đéo giỏi lắm thế, chắc có vấn đề gì đấy nha. Thì em chỉ chia sẻ rất là thật tâm như vậy. Xong rồi còn gì ta, đó là một trong những cái mà em thấy là hữu ích, tức là mình nên có những câu hỏi gợi mở, tức là câu hỏi mà họ phải tự trả lời, chứ đừng có những câu hỏi đã có sẵn kèm câu trả lời, hoặc những cái câu hỏi mà mang tính chất là lựa chọn thì không nên hỏi họ. Hoặc những câu hỏi mà có ẩn chứa một cái gì đấy thì không cần ẩn chứa để câu trả lời hay cái gì hết. Bởi vì mình mà làm thế là mình bị dại, bởi vì người ta sẽ đoán được cái tâm tư là mình đang thích nghe câu trả lời như thế nào. Mình mà hỏi câu hỏi là ví dụ như là em thì thấy em khá là một cái người trầm tính, thế thì anh thích cái mẫu người phụ nữ mà sau này anh mà lấy làm vợ thì anh thích mẫu người trầm tính hay anh thích những người sôi nổi, thì trong cái câu hỏi của mình đã chứa đựng mẹ câu trả lời rồi, và người ta biết luôn được là nên trả lời cái câu trả lời nào để khiến mình hài lòng. Cho nên là mình hay gặp phải sở khanh là bởi vì mình hỏi những câu hỏi ngu. Em nói có chuẩn không các chị? Chuẩn cơm mẹ nấu mẹ luôn, tại ngày xưa em cũng ngu như vậy mà, nhưng em bớt ngu rồi. Thì bây giờ em chia sẻ lại để các chị có kinh nghiệm thôi. Thì đấy, em nói rất chân thành. Mình mà nói như thế là thứ nhất là người ta biết câu trả lời, thứ hai họ đọc vị được mình luôn, và những cái thằng mà đều ấy là nó biết tâng mình lên, nó biết làm cho mình thích, nó biết mình thích cái gì, nó cho mình nghe cái đấy. Mà khi mà biết mình thích cái gì cho mình nghe cái đấy là mình bị ngu, là mình bị điên theo nó. Cho nên đừng hỏi những câu hỏi tu từ có câu trả lời, hoặc chứa đựng những cái từ gợi ý hay bất cứ một cái gì, hỏi để họ phải tự nói ra. Thì mỗi một cái, tại em không có thể làm ví dụ nhiều được, cái mỗi em chỉ đưa ra cho mọi người cái ý chính thôi, còn mọi người phải tự biến tấu đi nhá. Mỗi một cái trường hợp mình phải nghĩ cái cách để hỏi làm sao. Còn bây giờ mà bảo em mà ngồi mà nghĩ cho các mọi người tất cả những cái câu hỏi thì chắc em chết. Mình chỉ đưa ra những cái mấu chốt thôi, những cái key, những cái từ khóa, những cái mấu chốt để mọi người tự bẻ cái khóa ra ha. Thêm cái gì nữa, khi mình hỏi mà để mà xác định được rằng là xem là cái người đấy có phải là một cái tức là cái câu hỏi lúc hẹn hò ấy, để làm sao biết được cái người đấy có phải là một cái mối để mình đầu tư lâu dài hay không ấy. Còn thêm một cái nữa,
Cái này em nghĩ là nó hơi khó. Không phải là hơi khó mà nó hơi phức tạp, tức là nó gồm nhiều yếu tố gồm vào với nhau, nhưng thôi em vẫn cứ nói thì chị nào thấy áp dụng được thì cứ áp dụng nhá. Tại vì nó cũng khá là hữu ích. Thì khi mà mình nói chuyện với cái bạn trai đấy của mình ấy, là tất cả những cái câu hỏi mà mọi người hỏi thì cố gắng nhá, cố gắng này không hỏi về tài chính quá nhiều, cố gắng không hỏi về tài chính quá nhiều, bởi vì nó sẽ gửi tới cái thông điệp tới cái người đàn ông mà người ta sẽ cảm thấy là chỉ có tiền thôi. Nếu mà gặp những người đàn ông thật sự mà người ta có tiền thật, họ rất dị ứng với những cái câu hỏi đấy, họ rất dị ứng với những câu hỏi đấy. Và em cũng nói luôn này, tất cả những cái câu hỏi mà mọi người hỏi những người đàn ông đấy, cho dù mình có biết cách khéo léo đến mấy, hỏi giỏi đến mấy, khéo mồm đến mấy, thì cũng không bằng cái việc mình quan sát, không bằng cái việc 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 mình quan sát. Khi mình quan sát cái người đàn ông họ làm, họ nói, và những cái thông tin mà họ họ vô tình họ nói ra thôi, thì những cái đó, cái này nó hơi nhiều cái để không phải là nhiều mà xa ta, nó hơi khó hiểu, nhưng đây là sự thật. Và em nghĩ là giống như kiểu nhiều khi em hay trêu mọi người ấy, có level 1, level 2 chơi game ấy. Bao nhiêu lần em nói mọi người ấy, trong tình yêu, trò chơi tình yêu là có level 1, level 2 với level 3, thì đây nó là cái level cao hơn, cái level mà mình khéo léo, mình biết cách hỏi những câu hỏi gợi mở, mình biết cách khéo léo nói chuyện, hỏi những câu hỏi rất là khéo léo, không bị mất lòng, mà mình vẫn hiểu được cái người đàn ông của mình vẫn lấy được thông tin của người đàn ông của mình. Nhưng ở một cái level cao hơn thì mình không cần phải hỏi, mình chỉ cần nhìn hành động thôi, mình vẫn nói chuyện bình thường, mình chỉ cần nhìn hành động và mình thu thập được những cái thông tin từ cái việc đó. Và khi mình thu thập được những cái thông tin từ việc đó, mình cái cao nhất, cái level mà mình chơi cái trò chơi này cao nhất là lúc mình tổng hợp được hết tất cả các thông tin đó, mình lắp ghép nó lại giống như chơi Lego, chơi ghép hình ấy, ghép nó lại và mình sẽ thấy được tổng thể cái bức tranh. Và những cái bức tranh này ấy, là mình vẽ bởi vì mình vẽ bằng cái con mắt và cái tai của mình, nó sẽ thực tế và nó sát, rất là sát thực tế luôn. Nó khác với cái việc mà một người đàn ông họ đưa cho bạn, họ đưa cho bạn một bức tranh về họ mà bản thân họ tự vẽ. Mọi người hiểu ấy, các chị hiểu ý em không, các chị yêu hiểu ý em không? Nếu mà để họ tự vẽ một bản thân họ bằng một cái bức tranh, tất nhiên họ sẽ vẽ bằng những cái nét vẽ đẹp nhất, hoàn hảo nhất, đẹp nhất, tốt nhất. Nhưng nếu mình cao tay hơn, mình vẽ người ta bằng cái bức tranh mà bằng những cái thông tin mình gom nhặt được, và cái bức tranh, cái chân dung về người đàn ông này tốt hay xấu, sở khanh hay mất dạy, có tiền hay là nghèo, tử tế hay không tử tế, nó được mình vẽ và nó cực kỳ chân thật. Bởi vì từ những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là họ đối xử với người khác như thế nào, nhiều khi họ những cái câu cái cuộc điện thoại của họ, cái cách họ nhấc điện thoại, họ nói chuyện với người khác thôi, cũng là cái mà để mình góp nhặt lại, để mình đặt vào cái bức tranh đấy và mình nhìn được tổng thể của nó. Và mình phải, khi mình vẽ cái bức tranh mà mình phải biết được xem cái mảng nào tốt và cái mảng nào xấu, chứ đừng quá tập trung, vì cái bức tranh đấy sẽ có những nét vẽ là đẹp và những cái nét vẽ xấu về cái người chân dung, về cái chân dung của cái người đó. Thì mình phải biết xác định được là cái nét vẽ nào là xấu và cái nét vẽ nào là tốt, và mình phải đặt được lên lên cái bàn cân cái nét vẽ xấu và nét vẽ tốt, cái nào nhiều hơn. Nếu như xấu nhiều hơn thì mình nên dừng lại, tốt nhiều hơn thì mình nên ok. Hoặc có thể là xấu nhiều hơn thế nhưng mà hoặc hoặc có thể là ở xấu nhiều hơn tốt thế nhưng mà cái nhiều, những cái nhiều đó nó quá nhỏ nhặt vụn vặt thì cũng có thể, mà những cái tốt nó lại, những cái mảng vẽ về những cái nét bút vẽ tốt ấy, mà nó to hơn, nhiều hơn thì mình ok. Hiểu em không? Đấy, mình sẽ phải đặt lên bàn cân và mình phải tự cân đo đong đếm để mình xem là cái người đàn ông này có ok để mình đầu tư dài hạn trong tình yêu và hôn nhân với người này không, để mình làm một cái plan, một cái kế hoạch đầu tư dài hạn cho người đàn ông này với tình yêu và với hôn nhân, để mình không dẫm phải cứt đấy.
Thì còn những cái câu hỏi khác thì em nghĩ là còn nhiều lắm, thật sự là còn rất 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 nhiều những cái nhỏ nhỏ khác. Nhưng mà em thấy nó chỉ gồm vài những cái ý chính như vậy, tạm như vậy trước đã. Thì các chị thấy cái nào mà các chị thật sự là có thể mà gom nhặt được và thấy rằng là nó phù hợp với lại cái quá trình mình đang yêu và hẹn hò bây giờ, thì mình nên gom nhặt. Và em vẫn nhắc lại một lần nữa nhé, này, trước khi kết thúc livestream này, em nhắc lại một lần nữa này, các chị yêu này. Mệt quá mẹ ơi, mệt quá. Em vẫn nhắc lại một lần nữa về cái vấn đề yêu đương cũng như là cưới xin này, coi nó là một công việc. Đây là những lời mà em nói nghe này. Thường em làm livestream ban đêm ấy là những lúc em rất 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 thật tâm với mọi người, bởi vì những cái lúc này là em chuẩn bị đi ngủ rồi. Em rất thoải mái, em không còn công việc, em không còn cái công việc gì đau đầu nữa, thì em sẵn sàng đi ngủ rồi. Cho nên là em chia sẻ rất 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 thật tâm luôn, rất thật tâm của em. Hãy coi nó một là một công việc. Bởi vì phần đa bây giờ ấy, các chị em hay dính phải cứt đấy, là bởi vì các chị em coi nó là một cái nó là một cái phần thưởng, nó là một cái gì đấy mà mọi người muốn có được. Tất nhiên là tình yêu thì ai cũng muốn có được, và nó là một cái gì đấy mà nó tự nhiên nó tới, nó tự nhiên nó tới. Và em nói này, em chỉ nói như thế này thôi này, rất thật tâm luôn, chân thành luôn. Trên cuộc đời này không ai cho không ai cái gì, không ai có một cái gì ngon hơn, tốt hơn, sang hơn, xịn hơn, mịn hơn người khác mà lại không đổ máu và nước mắt và mồ hôi. Máu, nước mắt, mồ hôi là ba thứ để cấu thành nên những cái thứ mà người khác có mà mình không có. Cho nên nếu các chị cứ nghĩ rằng là cứ ngồi đi, ngồi mẹ đấy, dạng mẹ háng rồi đấy, xong rồi sẽ có thằng tử tế, chỉ cần mình tốt thôi, có một thằng tử tế ngon lành nó sẽ đến tìm mình. Trong thời đại này không có, không có, rất 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 hiếm. Và các chị phải hiểu rằng cái chuyện cổ tích ấy, nó chỉ xảy ra với Lọ Lem thôi, nó chả xảy ra với ai cả. Trong cái thế giới Lọ Lem sinh sống bao nhiêu cô gái, cả cái vương quốc đấy có mình Lọ Lem được gặp hoàng tử, còn là những cái cô gái khác tạch lô. Cho vậy cho nên ấy, mình đừng đặt cái số phận của mình giống như xổ số ấy. Em rất ghét cái câu, em thề luôn, em ghét nhất cái câu mà cứ nói là đàn bà lấy chồng cái gì như xổ số, cái quần què gì ấy. Đây là cái suy nghĩ của em nhé, và đây là cái quan điểm cá nhân, em nhắc lại là quan điểm cá nhân của em nhé. Chẳng có cái đéo gì mà lấy chồng giống như cái gì đánh xổ số hay là một canh đánh bạc. Ai mượn mày đi đánh bạc? Em xin lỗi, nửa đêm rồi, em nói rất chân thành, tao mượn đéo cho mày đi đánh bạc. Ủa mày kỳ cục vậy? Sao tự nhiên mày đi đánh bạc? Mày biết rồi đấy, đánh bạc làm đéo thì có đứa nào mà chẳng nhẽ cái thằng chủ sòng bài casino nó lại để cho mày thắng, nó lại để cho mày thắng thì chắc là nó lỗ vốn à. Đã đánh bạc rồi ấy thì kiểu đéo thì cũng thua. Xem có thằng nào mê cờ bạc, bóng đá, cá độ, có thằng nào nhà cửa nên hồn không, hay toàn phải đi cắm nhà dí xe, bố mẹ phải lấy xe ra, bố mẹ phải đi chuộc nhà về, có thằng nào tử tế không hả? Thế tội đéo thì mình phải đi đánh bạc nhỉ, ngu bỏ cụ được ấy. Đánh bạc không đéo thì tao không thích đi đánh bạc, tao bị điên à, đéo cái gì phải đi đánh bạc. Cuộc đời này chẳng có đánh bạc cái gì hết, chẳng qua là mình ngu, ok, chẳng qua là ngu. Chứ đừng nói là một là ngu, hai là xui. Thật sự, một là ngu, hai là xui. Xui ở đây là sao? Xui là mình chưa biết cách để mình chưa tìm đến một ai đó, hoặc mình chưa biết cách để mình học. Mình chưa biết được rằng là cái tình yêu và cái hôn nhân nó phải có cái quy luật của nó. Mình chưa biết điều đấy cho nên mình không biết, khi mình không biết, mình chưa được học về nó thì mình gọi là mình xui đó. Mình xui vì mình chưa biết. Còn nếu mà biết rồi mà vẫn dẫm phải cứt là do mình ngu. Nó chỉ có hai cái trường hợp đó thôi nha, chứ đừng nói là lấy chồng hay là đánh bạc mà cái quần què gì. Nếu ai mượn mày đi đánh bạc tự nhiên mày bị điên à, ngu bỏ cụ rồi. Cái cuộc sống của mình, cái cuộc đời của mình
cả cái cuộc đời của mình mà lại mang đi để đi đánh bạc. Bị điên là mang đi để thế chấp để đánh bạc. Tội đéo tao phải đi đánh bạc. Tao chọn thằng nào tử tế tao, tao lấy. Nếu mà không thì tao để vậy, để ở vậy. Tội đéo tao phải đi đánh bạc. Tao bị thần kinh nhưng mà tao đi đánh bạc. Đánh bạc cái con quần què gì điên à? Con điên. Cho nên em rất ghét cái câu đấy. Số phận mình tất nhiên là mọi người. Khi mà ai đấy nói cái vấn đề là em thấy rất là nhiều người, ví dụ có nhiều người, những người phụ nữ họ truyền cảm hứng ấy. Họ bảo là hãy nắm bắt lấy cái số phận của mình. Hãy nắm bắt cái số phận của mình, hãy chiến đấu về cái, tức là số phận của mình nằm trong tay của mình, hãy theo đuổi giấc mơ, hãy thật sự nhá, những cái lời nói đấy nó đúng. Đúng hết. Nhưng mà thật sự là nó rất khó để mà mọi người có thể cảm được. Tức là mọi người cứ bảo là những người phụ nữ khác họ có những cái lời nói mà nó rất là power, rất là mạnh mẽ, rất là sức mạnh. Họ có thể bảo mọi người là hãy nắm bắt lấy cái cơ hội của mình, hãy nắm bắt lấy cái số phận của mình, số phận của mình là trong tay của mình, hãy làm, hãy nắm bắt lấy nó và tạo dựng nên nó. Thế nhưng những cái lời nói hoa mỹ như vậy mình không thể cảm được, mình đéo hiểu nó ở trong tay chỗ nào, làm như thế nào. Chỉ nói là ở trong tay thôi, làm như thế nào, nó rất khó để cảm, nó rất khó để mà mình cảm nhận được, để mà mình làm theo. Mặc dù cái họ đang chia sẻ là cực kỳ đúng, nhưng vì họ nói nó rất là hoa mỹ cho nên mình không thể hiểu được, là mình không thể cảm được, không thể thấm được. Mà cái mà mình thấm được nhất là số phận của mình, nó không phải là canh bạc. Tội đéo thì nếu là số phận của mình là canh bạc, là đồng tiền, thì thay vì mình cầm cái đồng tiền đấy mình đi đánh bạc, thì mình phải cầm cái đồng tiền đấy để mình đi học cách, em nhắc lại này, học cách đầu tư để một đồng sinh ra thành hai đồng, hai đồng sinh ra thành bốn đồng, bốn đồng sinh ra thành mười đồng. Đấy mới là cái đường, con đường khôn ngoan để yêu, để lấy chồng. Vì mình không nhìn nó giống như một cái công việc. Thế em mới nhắc lại cái vấn đề đấy, em mới chân thành nói với mọi người là đừng sợ cái vấn đề người khác đánh giá mình là trời ơi, mày đi lấy chồng, mày đi kén chồng, hoặc mày đi kén người yêu mà mày coi nó như công việc, nghe sợ vãi đái, đéo ai dám lấy mày. Không phải vậy. Mình làm sao, mình nghĩ thì mình nghĩ như thế, nhưng cái cách mình làm nó nhỏ nhẹ, và cách mình làm nó làm sao mà hợp tình hợp lý, và nó có duyên nhất có thể. Có duyên. Lấy chồng là một nhu cầu cần thiết. Ok. Lấy chồng là một nhu cầu cần thiết nhá. Còn nếu cảm thấy mà cái nhu cầu đấy mình không có nhu cầu thì không sao cả. Mỗi người đều có một cái nhu cầu. Nếu mình cảm thấy cái nhu cầu đấy, thật sự mình thích cái nhu cầu đấy, thì mình nên hành động vì cái điều đấy, mình nên làm cái điều đấy. Còn nếu mình cảm thấy là thật sự mình cảm thấy không cần thiết thì cũng không vấn đề gì cả. Không ai ép được mình cái điều đấy cả. Mình cảm thấy không cần thiết thì không cần thiết thôi. Nhưng nếu thật sự mình cảm thấy cần thiết thì mình phải làm. Ok. Chứ đừng nói là có tiền mang đi đánh bạc, ngu bỏ con cụ đi được ấy. Em xin lỗi, nói mẹ nghe có vẻ gọi là hơi láo, nhưng mà ngu bỏ cụ được ấy. Có tiền mang đi đánh bạc, có đứa nào thông minh, có người nào có tiền mà lại mang tiền đi đánh bạc không? Đéo đứa nào. Trừ khi nó nhiều tiền quá, nó mang cái đánh bạc nó chơi vui trong cái khoảng thời gian đấy thôi. Chứ còn để mà giàu có lên, để mà từ một cái con số 1 mà biến thành con số 10 mà mang đi đánh bạc, mà để thành, mà gọi là giàu có một cách bền vững, đéo có đứa nào làm như vậy. Cho nên không thể nào mà coi cái số phận của phụ nữ mình, bản thân mình là một canh bạc được. Mình phải nghĩ làm sao mà bây giờ mình là một người đàn bà như thế này đây, chỉ có như thế này thôi. Một giờ mà mình muốn thành lấy một người đàn ông, mình có một, mình là cái người đàn bà một này, có tài sản 1% chẳng hạn, mình muốn lấy người đàn ông có tài sản 10% lớn hơn mình chẳng hạn, hoặc là tốt hơn mình tài sản, hoặc là cái học thức tài sản, hoặc học thức, hoặc là bất cứ một cái gì đấy tài sản, học thức, hình thức, mà mình muốn cái người đàn ông nó vượt trội hơn mình, thì mình phải làm sao biến được cái tài sản của mình từ 1% lên 10%. Thì đấy là mình phải học cách. Chứ đừng bảo là mang cái 1% này đi đánh bạc, xong rồi cứ nhắm mắt ngu bỏ con cụ ấy được. Cứ nhắm mắt xong rồi cứ dẫm chân, xong cứ nghe theo mấy cái ở trên mạng, đéo thì mấy cái bài báo là em ơi hãy thế này, em ơi hãy thế kia, cái quần què gì, xong bắt đầu cứ nhắm mẹ mắt ra, xong bắt đầu cứ thấy thằng nào cái là tít mẹ mắt vào, xong rồi đưa mẹ chân dẫm về cứt. Thôi cuộc đời tàn. Hoa mà, mình phụ nữ mà, mình phụ nữ là mình là những bông hoa. Hoa là phải tưới nước. Nước từ đâu? Mẹ nước, tôi nói các bà nghe, bây giờ mua chai nước cũng phải mất tiền. Phải có tiền. Sự thật mất lòng. Phải có tiền.
có tiền rồi, mua được nước rồi, phải tìm được người tưới cho mình thì hoa nó mới tươi được, nó mới đẹp được. Mẹ bây giờ có tiền mà chả có thằng nào nó tưới thì cũng thì cũng tạch lô thôi, đúng không? Thì cũng tạch lô thôi. Còn tự còn còn có những cái người phụ nữ mà mua tự mua nước và tự tưới nữa thì càng tốt nhé. Đấy, đấy 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 là những cái người phụ nữ độc lập thì mình thì mình tôn trọng những cái đấy. Đấy, em chỉ quay lại những cái vấn đề mấy cái đấy thôi. Coi cái công việc lấy chồng hoặc là cái công việc mà tìm bạn trai là một công việc. Mọi người đi làm, mọi người kiếm tiền để làm gì? Để lo cho tương lai của mình, đúng không? Lo cho tương lai. Bởi vì kiếm tiền thì để sau này xây dựng, lập gia đình rồi này kia các thứ. Mọi người có thể đi tới cái nơi mình làm việc, buổi sáng 8 giờ đi làm, chiều 5 giờ về, phải chấp hành cái đấy. Mặc dù nhiều hôm bị sếp chửi, dù nhiều hôm bị đồng nghiệp khó chịu, vẫn phải đi làm. Bởi vì sao? Vì muốn kiếm tiền để tạo dựng tương lai cho mình. Mình phải mất thời gian như thế, đúng không? Thế thì tại sao cái công việc mà để mà mình muốn trao cả cái cuộc đời của mình cho một thằng đàn ông, một cái thằng mà mình không biết tên, không biết mặt, không biết mũi, ở một cái góc trời nào đấy sau này mình sẽ biết, hiện tại là mình không biết người đàn ông đấy là ai, mà tại sao mình lại không dành thời gian, tại sao mình không dành thời gian và tiền bạc để mà đầu tư cho cái đấy? Mình sẵn sàng đi kiếm tiền nhục nhã, mệt mỏi, nhiều khi điên tiết, vẫn không muốn nghỉ việc bởi vì mình thấy cái công việc đó nó trả lương ổn định. Nhiều khi mình rất mệt mỏi nhưng vẫn phải đi làm, đúng không? Cắn răng chịu đựng được những cái đấy, nhưng tại sao không cắn răng mà đi học để mà tìm được một thằng chồng tốt, mà lại cứ nhắm mắt vào xong lại bảo là lấy chồng như đánh bạc cái quần què gì hả? Đánh bạc cái quần què gì? Ủa thế mọi người đi kiếm việc đi. Em đang nói rất đơn giản đi, so sánh hai cái việc này. Mọi người đi kiếm việc, đúng không? Đi xin việc, mọi người có xác định xem là cái công ty đấy ở chỗ nào không? Có thuận tiện đường đi làm hay không? Đúng không? Lương trả bao nhiêu? Đối xử với nhân viên thế nào? Có bảo hiểm xã hội hay như thế nào không? Đúng không? Công ty đó đi làm mấy giờ? Về mấy giờ? Có phù hợp với mình không? Công ty đó đông nam hay đông nữ? Nhân viên ở đó thế nào? Có tìm hiểu không? Tìm hiểu bỏ mẹ ra được ấy. Thổ sư hãm. Cái đấy thì tìm hiểu được, kiếm được tiền, tìm hiểu. Thế mà cái cuộc đời của mình, để làm sao để mình có một cái cuộc sống gọi là tử tế, ít nhất là có một thằng chồng tử tế, biết tu trí làm ăn, không quậy nhậu nhẹt, không quậy vợ, không bồ bịch trai gái, không này không kia, biết chăm lo gia đình, thì lại không đầu tư tìm hiểu. Bị hãm lờ à? Thế các bà có bị điên à? Em thấy những cái người nào mà cứ bảo là lấy chồng mà như canh bạc ấy, là bị điên, thần kinh. Đến đi xin việc mình còn đang phải chọn bỏ mẹ ra, thế mà lấy chồng thì cứ nhắm mắt xong rồi đưa chân, rồi em nhắm mắt đưa chân, thế là lấy phải anh này, mà anh này đúng là dẫm phải cứt chị ạ này kia. Cái lý thuyết là những cái lý thuyết đấy, là em thấy những cái lý thuyết đấy là chỉ dành cho những cái con điên. Em nói thật rất chân thành luôn, chỉ những con điên nó mới nghĩ như vậy thôi. Cho nên mình mà muốn không bị điên như vậy là mình phải bỏ ngay các bà, các chị, các em, bỏ ngay. Đừng suy nghĩ, đừng ngại cái vấn đề người ta đánh giá mình là trời ơi, lấy chồng gì, lấy chồng mà, hoặc là có người yêu mà làm gì mà ghê vậy, mày làm gì mà dữ vậy, ai yêu thì lấy chứ có cái gì đâu mà phải là gì đâu mà phải kén chọn, gì đâu mà phải gì mà phải đầu tư, gì mà phải học hành, gì mà phải khó vậy. Ủa thế bà muốn lấy chồng ngon không? Ủa thế bà muốn lấy có người yêu ngon không? Có thì phải học thôi, có thì phải đầu tư thôi, có thì phải chịu khó thôi. Đó là chuyện bình thường. Muốn tìm được một công việc việc tốt, mình còn phải học mấy năm ở đại học, đúng không? Xong ra lại phải thực tập, xong rồi lại phải đi xin việc, xong rồi phải phỏng vấn vòng 1, vòng 2. Đố má. Thế mà cuộc đời của mình thì thôi, trời ơi, thấy xấu hổ quá à. Trời ơi gì, trời ơi làm gì, lấy chồng thôi mà làm gì mà ghê gớm mà dữ dằn vậy. Trời ơi, có ai yêu thương mình tới mình thì mình đồng ý, mình gật đầu, mình cưới thôi. Có cái gì đâu mà phải sồn sồn lên, phải đi học, phải học hỏi người này, phải học hỏi người kia. Ô phải học cách khéo léo, chị không học được khéo léo vậy đâu. Ôi rồi chị thấy vậy mệt mỏi lắm, tình yêu thôi mà, yêu nhau thôi mà cũng phải mệt mỏi. Thế thì chúc con mẹ nó mừng, chị chỉ lấy được những cái thằng bình thường thôi, đéo bao giờ lấy thằng tử tế gọi là ngon lành cành đào. Ít nhất là có công ăn việc làm ổn định, biết thương yêu gia đình và
gọi là hàng hiếm, đéo bao giờ đến lượt tay chị luôn. Ok, nó là một, nếu như mình coi nó là một cái công việc thì mọi người sẽ thấy tất cả mọi thứ nó rất bình thường. Nếu người ngoài người ta phán xét mình cái vấn đề là tại sao mà lấy chồng mà phải này kia làm quá lên vậy, kệ mẹ nó, kệ mẹ họ, kệ mẹ mấy cái con mẹ hả nhảm lờ.com. bởi vì nhá, em nói các chị nghe này, khi các chị đầu tư em nói rất chân thành luôn, nửa đêm em nói rất chân thành thật sự luôn, có gì trong tâm gan em nói luôn. Bởi vì ấy, một khi cuộc sống của các chị lên hương, một khi chồng của các chị có tiền, một khi chị cũng có tiền, một khi chị tiếp xúc với lại giới có tiền, một khi chị cảm thấy cuộc sống của chị ở một cái level, ở một cái định mức mà chị cảm thấy rất là hài lòng với cái điều đó, thì những cái con mà nó nói chị, trời ơi con này hả, trước này trước con nó chọn chồng dữ lắm này, con này trời ơi lấy chồng mà làm gì mà ghê quá vậy, làm gì kệ con mẹ nó luôn. Bởi vì sao? Tiền mình tiêu, chồng mình ôm, tối mình ngủ, đúng không? Nhà mình ở, xe mình đi, du lịch mình hưởng, kệ con mẹ nó. Nó nói cái quần què gì cũng đéo ảnh hưởng gì đến mình. Cho nên các chị sống trong cái cuộc đời này, ít nhất là em nói đến cái thời điểm mà chọn chồng đấy, vì em thấy rất nhiều lần, mỗi lần em đề cập đến cái vấn đề chọn chồng, rất nhiều chị ngại cái vấn đề là sợ người ngoài người ta nói là ủa chọn chồng thôi mà em, hoặc là trời lấy chồng thôi mà tình yêu, sao thấy tình yêu gì mà tính toán kỹ vậy. Ồ chị cứ nhắm mắt mẹ con mẹ chị đi, cứ nhắm mắt đưa chân con mẹ chị đi, rồi sao, rồi chị vẫn phải cất. Rồi lúc đấy chị sẽ nhận thấy được rằng là nếu mình coi cái việc mà yêu, chọn người yêu và chọn chồng là một công việc, thì các chị sẽ thấy tất cả mọi việc nó rất dễ dàng. Mình hãy đối xử với nó như một cái công việc, và mình là một người nghiêm túc trong công việc, thì mọi người sẽ thấy rất bình thường. Còn nếu có những người họ không cần thiết, họ không muốn cái công việc đó, họ muốn là họ độc thân chẳng hạn, thì cũng hãy tôn trọng họ. Mỗi người có một cái quyền để họ sống cái cuộc sống theo cái ý họ mong muốn. Cho nên những cái người nào mà họ nói mình kệ con mẹ họ, mọi người hiểu ý em không? Đừng ngại cái vấn đề, nếu như mà mình cứ coi cái việc là lấy chồng hoặc là chọn người yêu là một công việc, thì sợ người khác khinh mà mẹ con này nhục thế, trời ơi chắc không có thằng nào yêu hay sao mà phải đi học này học kia, hoặc là không có thằng nào yêu hay sao mà phải đi tìm người này tìm người kia, hoặc tán tỉnh người này tán tỉnh kia, kệ mẹ họ đi, cuộc đời của mình phải đi tiếp. Còn cuộc đời họ nói kệ mẹ họ, cái việc của họ đấy là việc họ lựa chọn. Còn mình biết cái cuộc đời của mình là mình không mang đi đánh bạc được giống như họ, mình không ngu và mình dốt được như họ, cho nên mình phải làm những cái việc khác đó, phải đi lên, cứ học đi, kệ mẹ nó, nói gì kệ mẹ nó đi, học. Và nếu ai mà có cứ nói ra nói vào cái vấn đề là ủa tại sao chọn người yêu chọn chồng mà tại sao phải rắc rối thế, như vậy là tính toán quá, thì tôi nói các bà nghe này, không có một cái gì sai lầm mà các bà cứ nói là tình yêu mà phải tính toán này kia. Tôi có tính toán gì đến tình yêu đâu, tôi tính toán đến cái vấn đề tương lai của tôi mà, tương lai của tôi phải tính toán chứ, tình yêu kệ mẹ tình yêu chứ, tình yêu đến thì tôi đón nhận, nhưng mà tôi sẽ không chấp nhận cái tình yêu đến với tôi kèm theo những cái bãi phân, những cái thằng đàn ông vớ vẩn và hãm tài là tôi không đồng ý. Có cái gì điều gì sai về cái điều đấy? Chả có điều gì sai về điều đấy cả, tôi chỉ chọn những người đàn ông mà tôi cảm thấy tốt nhất với tôi. Ok chưa? Đấy, mình phải xác định rõ là tư tưởng của mình. Khi mình xác định rõ là tư tưởng của mình thì ai nói cái gì cũng không lung lay được mình hết, không lung lay được mình hết. Mình muốn cái cuộc sống tốt hơn, mình không thích lấy những cái thằng như thế này, thì mình phải xác định rõ được trong đầu là cái việc mà mình đi chọn người yêu hay chọn chồng nó là một công việc. Khi mình xác định được nó là công việc, tất cả mọi thứ khác rất dễ dàng. Các chị đi phỏng vấn công việc như thế nào thì với người yêu các chị cũng làm y chang như thế, nó chỉ khác đi một chút xíu thôi, nhưng về cái concept, về cái các bước ấy, thì nó như cha y chang như thế. Mình phải quan tâm người ta như thế nào, tìm hiểu ra sao đấy. Giống như mình đi làm mình cũng phải hóng hớt, mình cũng phải hóng hớt xem là ở đây xem mà nhiều khi mình không được gặp sếp chẳng hạn, mình muốn biết xem sếp có khó tính hay dễ tính chẳng hạn, là mình phải đi hóng hớt đúng không, hóng hớt ở những cái đứa làm cùng, nhân viên làm cùng, sếp có khó tính không, mà không lẽ giờ mình hỏi luôn với cả những cái đứa làm cùng với mình là chị ơi sếp có khó tính hay không, biết đâu cái đứa làm cùng tới nói với sếp thì sao. Thì y chang như vậy với cái người đàn ông cũng thế, mình có thể tham khảo những người xung quanh, nhưng mà mình phải tìm cách khéo léo làm sao để hỏi những cái thông tin để biết rằng người đàn ông nó có tốt hay không.
có điều kiện hay không, hay là có thật sự là ga lăng hay, nói chung là nhiều cái mà cái nào mà mình muốn hỏi thì mình có thể tham khảo khảo những người khác, nhưng mình tham khảo ở cái mức mà làm sao mà để cho người ta không đánh rắn động cỏ, đấy cũng là một cái cách, hiểu không? Mình tự áp dụng, mình tự suy nghĩ ra, em chỉ đưa ra những cái form và sau đó thì mình tự ngồi mình mày mò ra, mỗi người sẽ mày mò ra một cái cách để mình làm sao mà nó phù hợp nhất nhá. Đấy, nói chung là em nói rất thật luôn, thật giật cả mình đấy. Cái bóng đèn nó bị điên không, lúc mà lại gần thì nó sáng, lúc mà xa thì nó tối, lúc mà bật lên thì nó lại tối, xong lúc tắt đi thì nó lại sáng, lộn ruột. Cái trường hợp mà lúc đầu mà lấy, như kiểu có bà kia bà đang bảo với tôi ấy, là lúc đầu mà lấy chồng thì chồng tốt, nhưng mà sau này rượu kiểu như kiểu là lại kiểu thích uống rượu này kia, tức là lúc đầu thì tốt với mình mới lấy thì tốt, nhưng sau này lấy nhau về rồi thì kiểu như kiểu mới biết được rằng là bị đổ đốn ra, xấu tính ra, đúng không? Thì em chỉ bảo như thế này này, cái lúc mà mình chọn ấy, nói chung là tất cả mọi thứ không ai mà nắm bàn tay này mà nắm, không ai nắm tay được cả ngày đâu, phải có lúc duỗi tay ra thôi. Cho nên mình chỉ có thể control, Mr. Control, mình chỉ có thể gọi sao, quản lý được không ạ? Mình có thể sao ta, kiểm soát. Mình chỉ có thể kiểm soát được những cái gì mà nó ở trong tiềm tầm kiểm soát của mình. Tức là mình có thể kiểm soát được những cái như sau. Mình kiểm soát được cách chọn người yêu. Sau khi chọn người yêu rồi thì mình có thể kiểm soát được cái việc mà mình chọn chồng. Ai ép em lấy chồng đâu, không ai ép em hết. Đặc biệt là không ai ép em ở trong cái thời đại này hết. Và không ai ép em được là lấy người này, phải lấy người này hay phải lấy người kia, rất khó nhá, trong thời đại này rất rất khó luôn, trừ khi em thích để người ta ép em, chứ còn trong thời đại này không ai ép em được điều đấy cả. Ok, cho nên á, mình chỉ kiểm soát được những thứ mình có thể kiểm soát được. Thứ nhất là mình kiểm soát được cái việc mình tuyển chọn người yêu. Việc mình tuyển chọn người yêu xong rồi, mình có thể kiểm soát được cái việc mình lấy ai, chọn ai để làm chồng. Cái này mình kiểm soát được chắc chắn. Ok, nhưng có những cái nó vượt qua tầm kiểm soát. Ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình chọn tất cả mọi thứ đều tốt, mọi thứ đều theo ý muốn của mình, lấy được người chồng tốt, nhưng mà trong một thời gian cái cuộc sống nó xô đẩy, có những cái mà nó xảy ra và tự nhiên người chồng của mình biến thành một cái người mà rượu chè cờ bạc hay trai gái gì đấy, những cái đó, thì cái mà nó mất tầm kiểm soát như thế thì mình chỉ có một cách duy nhất là mình fixing, mình cố gắng mình cải thiện cái tình trạng đó. Và mình sẽ cải thiện, tại vì mình đã quyết định mình yêu và mình lấy cái thằng đàn ông đó rồi thì mình phải cải thiện thôi. Đấy là cái điều dĩ nhiên, là chả ai muốn lấy chồng xong bỏ chồng đâu, trừ khi mà gọi là thật sự chịu không nổi nữa thì mình sẽ cải thiện. Mà nếu thật sự mà mình cố gắng cải thiện nhưng người kia họ không muốn cải thiện nữa thì mình sẽ dẫn tới một cái bước là mình phải suy nghĩ xem là mình có nên tiếp tục với người này hay không, thì vẫn quay lại cái định luật, mà không hẳn là định luật, cái quy tắc mà em Mai đã chia sẻ với các chị với cả các em rồi, là cái quy tắc là quy tắc ngôi nhà đấy. Tức là sao, trong cái ngôi nhà này mình có những cái quy tắc riêng, mình có những quy định riêng, và nếu những cái ngôi nhà này, cái ngôi nhà tình yêu này, cái ngôi nhà tình yêu giữa hai người này, tại vì lúc đấy yêu nhau mà, bây giờ anh đổ đốn, anh trai với gái cờ bạc gái gú, em tìm đủ mọi cách để khắc phục cho anh rồi, nhưng anh không nghe, thì bây giờ cái ngôi nhà tình yêu của hai người xây dựng lên này, nó có cái quy tắc của nó. Và quy tắc của nó là sao? Quy tắc của nó là không chấp nhận anh đi bồ bịch gái gú, không chấp nhận anh rượu chè cờ bạc về đánh vợ đánh con. Còn nếu anh vẫn tiếp tục làm những cái điều đó thì phải xem xét lại, vì cái người đàn ông đó họ không tôn trọng mình, cái người đàn bà này là mình, và họ cũng không tôn trọng cái tình yêu và cũng như cái ngôi nhà tình yêu đó. Bởi vì mặc dù biết để tồn tại cái ngôi nhà và xây dựng cái ngôi nhà này là tôi không được lăng nhăng gái gú hoặc tôi không được rượu chè cờ bạc, nhưng tôi vẫn cứ làm.
Bởi vì tôi thích thế. Bởi vì tôi không tôn trọng cô và tôi cũng không tôn trọng cái ngôi nhà này. Ok. Và khi họ không tôn trọng rồi thì mình có quyền là dừng lại. Cái quyền dừng lại hay không là tùy theo mọi người thôi. Có người sẽ muốn dừng lại, có người sẽ không. Giống như kiểu là đây nhà của tôi đây, anh là khách. Ngôi nhà tình yêu mà, anh là khách. Vào được cái ngôi nhà tình yêu này thì cả hai người đều phải cố gắng, đúng không? Cái ngôi nhà tình yêu này được xây dựng lên giữa tình cảm của hai người, cả người vợ và cả người chồng. Và cái ngôi nhà tình yêu này ở giữa, và cái ngôi nhà tình yêu này nó có quy định riêng của nó. Người vợ muốn vào ngôi nhà tình yêu phải chấp hành tất cả những cái quy luật đó, và người vợ có thể vào được cái ngôi nhà đó. Thế nhưng bây giờ cái người chồng muốn bước vào cái ngôi nhà tình yêu đó cùng với người vợ, thế nhưng mà không chấp nhận những cái quy định như là rượu chè cờ bạc gái gú vẫn cứ tiếp tục, mặc dù trong cái ngôi nhà tình yêu đó là không chấp nhận những điều đó, và người vợ thì vẫn đang mở cửa đón chờ người chồng. Thế nhưng mà người vợ có nói là anh ơi, anh bước vào đây là quy định của ngôi nhà này rồi, đúng không? Quy định của ngôi nhà này nó lại như thế, tao đéo quan tâm, tao có thích vào nhà mày đấy, tao có thích vào cái ngôi nhà này đấy, cái ngôi nhà này tao biết là của mày tạo nên rồi, thích lắm, mày xây nhà này đúng không? Tao thích tận hưởng những cái gì có ở trong ngôi nhà này, những cái sự thoải mái có sẵn trong cái ngôi nhà tình yêu này. Tao đéo thích chấp nhận những cái quy định mà có ở trong ngôi nhà này, tao đéo thích. Bắt tao phải không được uống rượu đúng không? Tao đéo thích, tao cứ thích uống rượu đấy. Tao cứ thích uống rượu xong tao cứ thích đi vào cái ngôi nhà này đấy, làm gì được tao? Thì lúc này quay trở lại là do mình có quyết định có nên dừng, tức là mình có nên đóng cái cửa ngôi cái cửa này lại không. Bởi vì có nhiều chị không thể đưa ra quyết định được vì cảm thấy khó quá. Nhưng em thì nghĩ như này này, khi mà người ta có cái quy định rồi, bất cứ nhà hàng đúng không, nhà hàng này cấm hút thuốc, mà một thằng đàn ông cứ lèo phèo một cái điếu thuốc đòi bước vào cái nhà hàng đó, bảo vệ là một, quản lý là hai, nhân viên là ba, đuổi ra liền. Bởi vì sao? Ở đây chúng tôi không chấp nhận hút thuốc, chúng tôi không chấp nhận những điều đó, đúng không? Và nếu cái thằng kia nó còn muốn ăn cái nhà hàng này nữa, vì cái nhà hàng ở đó món ăn quá là ngon, nó còn muốn ăn ở đấy nữa, thì cái lần sau nó tới á, nó biết điều hơn, nó sẽ không mang thuốc nó hút, nếu nó hút ở bên ngoài, hoặc thậm chí nó bỏ ở ít nhất là đến cái nhà hàng đó. Còn nó muốn làm gì bên ngoài em không biết. Để em ví dụ như thế thôi để cho mọi người hiểu về tức là mình nhìn sâu về cái bản chất vấn đề, hiểu em không? Đấy. Còn nếu như mà rõ ràng nhà hàng có treo biển là cấm hút thuốc, nhưng mà khi mà cái thằng đàn ông nó cứ lèo phèo hút thuốc ấy, nó cứ bước mẹ vào trong cái nhà hàng, nhưng nhà hàng chủ quản lý cũng không nói gì, quản lý không nói gì, nhân viên không nói gì, bảo vệ không nói gì, nó thấy treo cái biển đó thôi, nó hút được một lần, lần sau lại mang thuốc nó hút tiếp, thậm chí nó còn kêu bạn bè nó, ê tụi mày ơi, mang thuốc đây mà hút này. Cái thái độ của mình quyết định cái thái độ của đối phương rất 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 nhiều. Tại em thấy là phụ nữ mình thường không, nói chung mình ở Việt Nam mình có nghe về cái từ nữ quyền, nhưng thực sự là chưa ai, em thấy là rất ít người hiểu được cái từ nữ quyền và nắm rõ được cái từ cái cách sử dụng nữ quyền như thế nào. Phụ nữ mình em nói nha, chất chân thành luôn, nửa đêm rồi, phụ nữ mình có những cái quyền lực mà em nói các chị nghe, nếu như mình biết sử dụng. Những thằng đàn ông mà các chị muốn gọi là điều khiển rất dễ luôn, em rất thật tâm luôn, bảo em chém gió đúng không, bảo em chém gió mà mấy cái vấn đề mà về nữ quyền các này kia các kia, thì chứng tỏ những người đấy chưa hiểu gì về nữ quyền. Đàn bà có cái quyền năng mà em nói mọi người nghe, anh hùng khó qua ải mỹ nhân đúng không? Đấy, ngày xưa các cụ còn đang có được đến những cái câu như thế, thì đừng nói cái thời hiện đại này mà phụ nữ mà không thông minh thì không đúng đâu. Nữ quyền của mình rất cao nếu như mình biết sử dụng những cái điều đấy, hạ gục đối phương bằng những cái sự ngọt ngào, bằng những cái điểm yếu mà mình biết từ những cái bí kíp đó, chết như nhà dạ, không cần phải đao to búa lớn. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đao to búa lớn ngoài chiến trường cũng không bằng vào trong phòng ngủ thủ thỉ vài câu. Mẹ chết bao nhiêu quân tử, bao nhiêu anh hùng cũng chỉ chết vì mỹ nhân thôi. Cho nên mình ông vua đi ra ngoài kia, cả một giang sơn hô mưa hoán vũ, vào trong phòng ngủ mày cũng chỉ là thằng tiện tì đối với tao thôi, mày cũng chỉ là mẹ thằng hầu cho tao thôi, thấy không? Cái nữ quyền của mình nếu như mình biết dùng đúng chỗ, đúng cách,
quyền năng của mình lớn lắm, đúng không? Cho nên là biết bao nhiêu đời nay rồi, sau này dần dần các chị cứ học dần dần. Em thì em chả biết nhiều đâu, nhưng các chị cứ học những chỗ khác cũng nhiều, nhiều chỗ họ dạy. Và mình quan trọng mình phải cảm nhận được cái nữ quyền của mình. Khi mình cảm nhận được cái nữ quyền của mình, nắm chắc cái điều đó, thì mình sẽ thấy tất cả mọi việc nó đơn giản hơn. Thôi nhá, nói đến đây thôi, nói được để hôm nào lại có hứng, lại bị hãm, có hứng lên lại buôn tiếp nhá. Mọi người toàn bấm viết dài quá, em không đọc hết được. Chị ơi, em hỏi nên đầu tư thời gian bao lâu để tìm hiểu một người đàn ông mình đang hẹn hò? Tùy nha em ơi, tùy. Mỗi một người có những cái điểm khác nhau. Thế nhưng mà chị nghĩ là em không nên đặt thời gian quá là bao nhiêu lâu để tìm hiểu, mà em phải đặt cái vấn đề là nếu như thật sự em tìm nhiều người để hẹn hò ấy, thì càng ngắn càng tốt, rất chân thành, càng ngắn càng tốt càng tốt. Em đừng ngại vấn đề người ta bảo mẹ con này yêu lắm thế, yêu nhiều thế, kệ mẹ chúng nó nói cho mấy bà hàng xóm với lại mấy con chim lợn đúng không, nó nói kệ con mẹ chúng nó nói đéo, việc của mình làm. Em hẹn hò càng ngắn càng tốt, rút ngắn cái tuổi thanh xuân của mình. Chứ còn nếu mà cả tuổi thanh xuân yêu có 1-2 thằng ở Việt Nam thì nghĩ như thế là gái, con gái như thế là tốt đẹp. Không phải. Vẫn nhắc lại cái tuổi thanh xuân của mình rất ngắn, và cái việc mà hẹn hò ấy, càng ngắn càng tốt. Còn mấy con mụ hàng xóm hay đứa nào mà cứ chim lợn mẹ con này yêu lắm thế, cái con mẹ tao, ủa trai cho vợ cái cho chồng tìm hiểu nhau là chuyện bình thường. Đó là một cái bữa tiệc buffet. Nhắc lại nhá, khi em cái tuổi thanh xuân của em giống như cái bữa tiệc buffet mà chị lấy cái ví dụ này rất nhiều lần rồi. Cái tấm vé để vào cái bữa tiệc buffet của em, ví dụ như em mua một cái bữa tiệc tấm vé 300.000 cho 2 tiếng đồng hồ ăn buffet, vậy thì chị hỏi em, cái tấm vé đó đúng không, cái tấm vé đó em chỉ dùng được trong 2 tiếng đồng hồ, cái tuổi thanh xuân của em nó cũng có hạn. Đéo ai đi hẹn hò với bà 50 tuổi, 70 tuổi, điên à? Người ta hẹn hò với con gái 25-30 đúng không? Thì cái tấm vé đó, khi em lấy được cái tấm vé đó như vậy rồi, nó chỉ sử dụng được trong 2 tiếng, thì em có vào trong cái bữa tiệc buffet đó và em đứng em nhìn, chỉ nhìn một món không thôi, xong em chỉ nếm, xong em một cái món đó em ôi cái đĩa đựng cái món này đẹp quá, ôi cái lá này đẹp quá, em có dành thời gian để tìm hiểu cái món rau salad này, ôi cái món rau salad này, ồ nó có những cái nhân này này, những cái nhân này kia không, ồ má tao chỉ có tuổi thanh xuân thế thôi, vào tao nhìn thấy món salad đúng không, thấy ngon, trong một cái bàn đó có 3-4-5 vị salad, tao thấy cái vị salad này ngon này, xúc con mẹ nó một miếng ăn luôn, đéo phải nhìn nhiều, ăn luôn, ăn nhanh đánh nhanh thắng nhanh, thấy không ngon đúng không, nhảy sang chỗ khác, đéo ăn salad nữa, bà mới thích ăn thịt, bà mới thích ăn bít tết, bò bít tết, nhảy sang bàn bò bít tết có nhiều loại bò đúng không, lion tongue tender rồi rib eye rồi cái quần què, rất nhiều loại bít tết, thì mình thấy món nào ngon cắt một miếng ăn, ăn không ngon đúng không, ăn không ngon nhổ mẹ luôn, đi sang chỗ khác ăn tiếp. Mình chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, thanh xuân mình chỉ có thế thôi. Còn mấy cái con mà con ong vò vẽ, mà mấy cái con hãm lờ chấm con mà nó cứ bảo em là trời ơi con này hẹn hò nhiều quá, trời ơi hả, ôi đồ con gái lăng loàn, trời ơi hẹn hò gì mà nhiều. Ủa trai chưa vợ gái chưa chồng, ai cấm tao hẹn hò? Tao hẹn hò không thích hợp tao bỏ, trừ khi tao lấy chồng rồi mà tao vẫn còn đi trai trên gái dưới với thằng khác thì lúc đấy hãng nói tao lăng loàn, ok. Còn bây giờ tao là gái chưa chồng, thằng kia gái chưa vợ, cái con mẹ tụi tao. Ủa trai chưa vợ gái chưa chồng không được hẹn hò hả? Hẹn hò không hợp nhau không được bỏ nhau hả? Ô má, lấy đâu ra cái triết lý quần què vậy? Bỏ luôn nha. Đấy, cho nên cái bữa tiệc buffet đấy của mình là mình phải ăn nhanh đánh nhanh thắng nhanh đấy. Nên cho nên chị không biết được cái thời gian của em, nhưng em nên đánh nhanh thắng nhanh, và tốt nhất hẹn hò một lúc nhiều người, hẹn hò chứ không phải yêu nhá. Nhắc lại nhá, không các bà cứ mẹ cứ bảo là ui con này bắt cá hai tay, bắt cá đéo gì, ta đang hẹn hò mà, hẹn hò để chọn người yêu.
có lúc yêu em yêu 1, 2, 3 người tùy em. Chị đùa thôi, yêu yêu một người thôi, yêu để mà cưới. Nhưng mà có lúc hẹn hò là phải hẹn hò thật nhiều. Và đừng nên yêu ai khi mình chưa cảm thấy hẹn hò thật là đã. Mình phải hẹn hò thật là đã. Vào bữa tiệc buffet phải ngắm được tất cả các món. Chứ mẹ vừa vào cái nhìn thấy tô bún bò Huế, sụp mẹ vào ăn luôn, húp sụp sụp hút đến giọt nước cuối cùng, no con mẹ rồi. Vào kia nhìn thấy cao lương mỹ vị, trời ơi, tôm hùm, lobster, sò huyết, king crab, úi dồi ôi, xong rồi hàu, tôm, đéo được ăn, ăn no mẹ ăn bún bò Huế rồi, có phải ngu không? Cho nên là đấy, coi nó là công việc thì tất cả mọi thứ nó rất nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, rất dễ hiểu. Và quan trọng là phải cái tâm lý của mình, tâm lý vững. Ai nói sao kệ tụi nó, mình quyết bằng được, phải như vậy thôi nhá. Mệt lắm, thật sự tôi mệt lắm. Hôm nay tôi rất là nhiệt tình với các bà đấy, tôi mệt lắm rồi đấy nhá. Tôi đi ngủ đây. Nói chung là các bà góp nhặt được cái gì thì góp nhặt, mà không góp nhặt được cái gì thì mặc kệ các bà, cũng chỉ là để mua vui cho các bà, để các bà mang cái live stream mang tính chất giải trí là chính thôi. Đi ngủ, tôi mệt lắm rồi, thật là. Bye bye, bye bye.